Anh đây, các người không phải là đối thủ của ta. Thanh Áo, Thanh Áo, xử lý đám La Tràng. Anh Thầy, Hà Tiêu, Hà Tiêu, các người. Anh Dung, người. Chủ nhân, để em kết liễu nó. Tính biệt ngươi. Thành Áo, anh Thành. Thành Áo, không, không. Sơ hở đồng nghĩa với chết. Không thể như thế được. Không được, phải có cách, phải có cách. Không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được. Cố lên, có tu luyện, ắt sẽ có thành công. Sư phụ ơi, con bỏ thôi, học một tháng rồi, mãi chưa học được. Con không được nản, đây là những chiêu thức cơ bản để trở thành pháp sư tối thượng. Con cũng muốn năm, nhưng mà con học mãi có vào đâu. Trung tuổi, đứng dậy đi, ta sẽ làm lại cho con một lần, để những lúc nguy hiểm con có thể bảo vệ người thân của mình. Vâng, vậy sư phụ lặp lại đi ạ. Được, con hãy nhìn cho kỹ nhá. Con sẽ cố gắng. Không được, chiêu thức đó mình cũng chưa học được. Na Cha, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ngươi. La Cha, còn Hồng Hà Nhi, xử lý lỗ đó đi. Vâng ạ. Anh Trung, anh xin lỗi. Hà Tiêu, không. Hà Tiêu. Không cần phải vội, bây giờ sẽ đến lượt ngươi.
Không, không. Tại sao mọi người lại bỏ tôi đi như vậy chứ? Không, không. Sư phụ, người cho anh Trung về đi, chứ ở đây lạnh, làm sao anh ấy chịu được? Không được, luyện tập phải có khổ cực, muốn thoát ra khỏi đấy phải dựa vào sức lực của chúng chuối thôi. Nhưng mà anh Trung, anh cố lên. Kết tơ. Sư phụ, con thành công rồi. Anh Trung, anh thành công rồi. Tốt lắm, vậy là con đã kiểm soát được không gian và thời gian rồi đấy. Còn một tên nữa. Cố lên, bọn em tin anh sẽ làm được. Thành Ngào, Tiêu, không anh đi. Mọi người đợi anh. Hắn đang làm gì vậy? Chủ nhân, không phải lo lắng, chỉ là một con mồi yếu ớt đang cố gắng chống cự. Cho các người biết thế nào là sức mạnh của không gian và thời gian. Thanh Cáo, Hà Tiêu, Hồng Anh Nhi. Ôi rồi. Chủ nhân, chủ nhân, không xong rồi. Đây là phép thuật của pháp sư tối thượng. Các người đi chết đi. Anh Trung, tại sao Trung mạnh như thế mình lại thắng được? Bởi vì em có một người anh trai là một pháp sư tối thượng. Pháp sư tối thượng, vậy là anh đã thành công rồi à? Tất nhiên rồi, chứ không à? Mấy đứa còn đứng ở đây à? Đâu thế nào, em kể anh nghe xem. Chuyện này dài lắm. Thế là như thế nào? Thầy. Hey, hey. Mày là thằng nào? Thế thầy là thầy nào đấy? Em là Công Lông Bông. Công Lông Bông à? Mày lông bông chỗ khác đi. Tao ở đây dạy phép thôi, không dạy mấy thằng lông bông. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi thì tước. Mà em đấy đều phép mà. Mày học phép? Vâng. Để tao xem nào. Thầy nhìn nè, tố chất hơn người. Mày có tài năng gì? Em nhiều tài năng lắm nhá. Bán hàng đặc cấp này, bán hàng bờ hồ này. Thôi được rồi, vào đây. Ôi, cảm ơn thầy nhá. Vào đây. Tôi đi nhậu. Đi luôn. Đấy, cũng được đấy. Nhưng mà hơi lèo tèo. Các con phải đốt hết cánh rừng này cho ta xem. Thầy chắc chứ? Đây là vườn thảo dược của sư phụ mà. Chắc chứ, nó hết mùa rồi. Đốt đi cho nó gọn. Được rồi. Đốt thì nó mới đẹp, đốt nữa lên. Ấy. À. Chú nào của ta, thảo dược của ta. Đứng lại, đứng lại đây. Mày, mày làm cái gì đây? Thầy mày đốt thảo dược của tao à? Thầy này. Thầy ơi, chính là bọn nó đấy. Bọn nó đốt hết thảo dược của thầy rồi. Chú mày, sao chúng mày lại làm như thế? Tao không có, là sư thúc. Sư thúc? Sư thúc nào? Sư thúc nào ở đây? Ta không phải là sư thúc. Chính ngươi nói có gì nữa, ngươi chả bảo là ngươi có 73 phép thần thông biến hóa. Đúng rồi ấy ạ, chính hắn bảo hắn là sư thúc. Xong rồi, trên phép thuật của sư phụ là đuổi gà đuổi vịt. Sao còn xui con đốt cái thảo dược kia? Là ngươi à? Chó. Sao chết à? Con mèo thôi nha. Có chó rồi. Chó móng tôm. Mày sủa tao à? Đại ca bóng chó. Này, đánh nó vừa rồi. Tối tao còn nhậu ấy.